Khu vực trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long thì hiện nay một năm bà con của chúng ta thường trồng là 3 vụ. Vậy về cái vấn đề mà thâm canh tăng vụ như thế vậy trên cùng một cái đơn vị diện tích thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của đất, thì thầy có thể chia sẻ cái vấn đề này cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn được không ạ? Khi mà cái giá lúa nó có thì cái cơ hội mình sẽ chụp cái cơ hội này, mà chụp cái cơ hội này ra thì bằng cách là chúng ta cũng phải tăng cái vụ lên, vì gì để tranh thủ cái lúc mà giá lúa nó tốt như thế. Thì cũng có những ý kiến nói rằng là bây giờ là ngoài cái 3 vụ có những cái là nói là 2 năm mà sắp tới 7 vụ nữa tiến sĩ Nghĩa à, Trời chứ không ơi. phải là ấy nữa, tức là tối đa như vậy. Thì cái đấy là nói về mặt làm ăn, cái làm ăn thì chắc chắn rồi chúng ta phải chụp cái cơ hội, nhưng mà cái làm ăn cũng phải tính tới cái việc gọi là cái độ bền vững và cái lâu dài nữa, chứ không thể nào mà mình tính cái trước mắt không. Mà nếu mà muốn tính cái trước mắt mà đạt như vậy thì chúng ta phải có cái giải pháp cho nó gọi là phù hợp. À, tức là vừa khai thác cơ hội nhưng mà đồng thời cũng bảo vệ được cái độ bền vững của cái hệ thống canh tác đó. Ở đây cô Huệ đặt ra cái chỗ này cũng là cái nhức nhối, mà cách đây khoảng cỡ chừng gần 20 năm thì tôi cũng đã trăn trở cái chỗ này dữ lắm. Kể từ khi mà tính chuyển từ 2 vụ, lúc đầu thì chúng ta làm lúa 1 vụ à, năng suất khoảng cái chừng 2 tấn lúa mùa nổi, 3 tấn lúa nước sâu. Rồi sau đó chúng ta lại dùng cái giống lúa ngắn ngày năng suất cao đẩy lên 2 vụ. 2 vụ thì lúc đó khoảng 10-11 tấn rồi. Tức là cái vụ đông xuân thì khoảng, nếu mà tính lúa tươi á, thì khoảng 6 tấn, à, lúa 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 khô đó thì 6-7 tấn, và hè thu khoảng cái chừng 4 tấn, 4 tấn rưỡi gì đó thì chạy ra 11-12 tấn. Thì như vậy làm. Rồi sau đó là đã nâng lên 3 vụ nữa. Bà con thấy cái hình mà tôi lên đây để cho bà con thấy cái lịch sử nè. Thì lúc đầu thì lúa 1 vụ là thấy không, thì cái mùa nắng là mình để trống đất khô ráo, thành ra cái sức khỏe của đất có lẽ là tiến sĩ Nghĩa sẽ rất là mê cái chỗ này, mùa nắng đất khô ráo, mùa mưa thì mình trống. Rồi sau đó mình làm lúa bắt đầu 2 vụ, 2 vụ thì ở cái vùng ven biển thì vẫn còn cái mùa nắng là do không có nước nên không, mình không có đưa nước về được đó nên nó vẫn còn được khô ráo. Nhưng mà chính vì vậy đó mà tới ngày hôm nay cái vùng mà 2 vụ mà ven biển đó nó vẫn lại hiệu quả kinh tế nó cao hơn là cái 2 vụ ở trong cái vùng sông sâu của mình. Nổi cái chỗ đó không, mình thấy nó có cái thời gian khô ráo. Còn ở cái vùng mà lúa mùa nổi đó, thì cái chỗ này là khi mà nước, khi mà chưa có đê bao đó, thì cái chỗ khoảng này nè, bà con nhớ đây là tháng giêng, tháng 2, tháng 3 tới tháng 12 nha. Cái chỗ này là cái vũ lượng mưa đó, cái màu xanh này để cho thấy rằng tới cái mùa mưa là nước nổi nó về nữa rồi. Thành ra gần như là nước cũng là ngập quanh năm ở trên cái ruộng lúa. Rồi sau này mình đẩy lên 3 vụ thì bà con thấy là có khoảng trống giữa các cái vụ này nó trở nên hẹp lại. Thì có thể nói là cái đất canh tác liên vụ không có thời gian để mà chăm sóc cho cái sức khỏe của đất. Giống như cái con người của mình vậy đó. Bây giờ đâu thử bây giờ một ngày 24 tiếng thì mình cũng phải làm 8 tiếng. Tại sao người ta đưa ra 8 tiếng là để cái thời gian còn lại ngủ nghỉ để phục hồi sức khỏe. Bây giờ nếu mà đẩy lên làm 15-16 tiếng đồng hồ, mà với một cái cường độ có thể thời gian ngắn thì mình chịu đựng được, nhưng mà nếu mà cường độ mà nó dài ra ngoài thì chắc chắn là cái sức khỏe nó có ảnh hưởng. Thì đối với cây cây lúa này nó như thế nào, thì tôi đã theo dõi rình rập cái chỗ này cũng rất là nhiều và thấy nó có mấy cái mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của đất như thế này. Tức là cái việc xử lý rơm rạ không đúng thì nó là sẽ làm cạn kiệt cái dinh dưỡng của đất. Bởi vì chúng ta trồng cái cây lúa thì nó lấy dinh dưỡng ở đâu? Nó lấy dinh dưỡng ở trong đất. Nếu mà dinh dưỡng trong đất mà thiếu nữa thì lại chúng ta bổ sung phân bón vô, nhưng mà nó lấy ở trong đất cũng phải là từ 50% trở lên. Người ta nói rằng không thể nào là dựa hoàn toàn vào phân bón hết đâu, mà cũng phải là một nửa đó. Một nửa cái đó thì khi thu hoạch rồi thì chúng ta lấy gạo rồi thì cái rơm còn lại chúng ta đem đốt bỏ hoặc là cuộn lại như thế này đem bán mất ra khỏi ruộng. Tức là lấy ra khỏi ruộng luôn cả các cái chất dinh dưỡng mà nó đã lấy lên từ đất như thế này. Nên tôi mới buột miệng tôi nói là đốt rơm mà đốt tiền rồi Đúng. à, bà bán rơm là bán máu. Như vậy là rõ ràng lấy sức khỏe đã dắt dĩa cái sức của đất rồi thì như vậy là không được. Còn nếu như trường hợp bây giờ dùi một cách nó gọi là cơ học dùi vào ở trong đất thì nó sẽ tạo ra độc chất, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của đất nữa.
Như hồi nãy tôi nói là mặn nó là một cái độc chất mà ảnh hưởng đến sức khỏe của đất. Thì bây giờ cái độc chất hữu cơ mà do sự chôn vùi rơm rạ vào trong đất mà không đúng cách, nó cũng tạo ra cái độc chất hữu cơ. Chẳng hạn như khí H2S, một khí độc, khí metan đó lại là càng càng ảnh hưởng đến, rồi khí ethylene nó cũng tạo ra ở trong cái điều kiện mà ngập như thế, thì cái sức khỏe của đất nó cũng bị ảnh hưởng. Thì bà con thấy đây nè, cái minh chứng này để cho mình thấy rằng cái đất mà nó đen xì xì như thế này, hồi ngày xưa cái đất của đồng bằng sông Cửu Long này á, chúng ta cày xới nó lên một cái màu xám sáng rất đẹp, nhưng bây giờ là lên một cái màu đen kịt như thế này đây. Đó là cái chất lượng của cái chất hữu cơ nó bị thoái hóa, nó bị thoái hóa. Mà khi nó bị như vậy, đây là thoái hóa, bà con thấy đây là một cái kết quả của một cái nghiên cứu. Cái chất phenol mà nó tích tụ ở trong đất, nó là một cái chất độc. Độc chẳng những cho đất, cho vi sinh vật đất, mà còn độc luôn cả cho cái cây lúa nữa. Nhưng mà trong cái điều kiện lúa mùa thì hay là cái đất mà trồng màu á, thì cái hàm lượng chất này rất là thấp. Khi tăng lên 2 vụ thì nó đã là nhóng lên rồi. Bây giờ lên 3 vụ thì cái chất độc này nó lại càng cao hơn nữa. Đây là biểu hiện cái suy thoái của đất. Mà nó khi suy thoái như vậy thì bà con thấy lúa mình xạ xuống như vậy là cái rễ lúa bị đuôi cọp. Đuôi cọp tức là khúc trắng khúc đen. Nhưng mà bà con thấy rằng đấy là cái biểu hiện đất không khỏe, dẫn đến cái cây của mình không khỏe. Bởi vì nó mang những cái độc chất mà. Cái cây lúa lớn hơn bà con thấy rễ nó cũng bị chết nữa. Rồi gần đây nữa đó là thối gốc vi khuẩn. Thối gốc vi khuẩn hồi trước tới giờ ở đồng bằng sông Cửu Long của mình, lúc mà chưa có cái tính tới cái việc là cái chất độc hữu cơ này nó sản sinh ra cái bệnh thối gốc vi khuẩn này là nó gần như không có. Nhưng mà bây giờ cái thối gốc vi khuẩn bà con thấy không, có những cái chòm lúa mình nắm mình quơ như thế này, mình dở lên cái là rễ nó nằm lại dưới đất, cái trần nó đứt ngang như thế này, là cái con vi khuẩn nó sống trong cái điều kiện mà cái sức khỏe của đất kém như thế này, do cái tạo ra cái chất độc này. Thì rõ ràng đấy là một cái mà biểu hiện là chúng ta thấy là không được rồi. Còn thêm nữa là khi mà mình làm liên vụ như vậy thì đất nó sẽ ẩm quanh năm, mà quanh năm không có khô ráo. Mà ông bà mình ngày xưa cũng quan tâm đến sức khỏe của đất dữ lắm, là chứ suy nghĩ à, Rồi. chẳng hạn nói một cái câu một cục đất nhỏ bằng giỏ phân, phân. Thì vậy là ông bà mình ta xưa xưa không biết, nhưng bây giờ mình làm riết rồi giờ mình quên hay sao. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ chúng ta thấy, tôi có đưa 2 cái hình này để cho bà con so sánh đất bây giờ hiện giờ mà sau khi làm đất lên bà con thấy là một cái màu đen xì xì như thế này, còn trong khi mà nếu mà có phơi mà cho nó khô ráo này kia đó, bà con thấy cái màu đẹp không? Thì giữa 2 cái đất này thì cái đất nào khỏe hơn, thì cái chỗ này là mình thấy rất rõ rõ. Mà tôi xin lỗi, tôi cái này tôi lấy cái thí dụ, nhiều khi tôi cũng buồn quá, tôi nói bây giờ bà con mà không để cho đất mình có cái thời gian khô ráo mà làm liên vụ như vậy đó, tôi lấy một cái áo tôi nhúng nước tôi nhờ bà con mặc vô, áo nó mới vừa hơi ráo ráo bà con cởi ra tôi nhúng nước bà con mặc vô, bà con mặc 24/54 một cái áo ướt như vậy, da thịt của bà con có ảnh hưởng không? Tại sao lại bà con lại bắt đất của mình nó lại bị như thế này, bị suy thoái như thế này? Có nghĩa là nó rõ ràng là cái sức khỏe nó không còn rồi. Thì như vậy đâu nên đó, bà con thấy rằng cái canh tác lúa càng ngày bà con mình cũng đã cảm nhận được cái điều này rồi. Thêm cái nữa là do làm liên vụ nên không có cái thời gian để mà ngâm đất đầu vụ, mà cái ngâm đất cái đầu vụ á, thì quan trọng dữ lắm. Bởi vì cái đặc tính của cái đất ngập nước á, thì bà con thấy đầu vụ nè, ở đây cái hình này thì đây là nghiên cứu khoa học cho thấy cân đong đo đếm đàng hoàng, khi mà mới cho ngập nước pH vào khoảng 4,5, nhưng mà chỉ cần cho ngập nước trong 2 tuần thôi nó đẩy lên pH là khoảng 6. Tự bản thân của nó là cái tiến trình gọi là oxy khử hóa nó làm cho cái pH tăng lên. Thì cái chỗ này chúng tôi có những cái công trình khoa học đã chứng minh cái điều đó. Nhưng mà do làm liên vụ mình cũng không có cái thời gian nữa, bà con xới sáo rồi cho nước vô trục trặc đánh bùn rồi là xuống giống liền thôi. Cái lúa mình phải đối mặt với một cái pH thấp như thế này, mà pH thấp như thế này thì bà con thấy không, cái hữu dụng của đạm lân ở trong đất, tức là nói tới cái sức khỏe về mặt dưỡng chất của đất, nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì như vậy là rõ ràng là đất này nó không khỏe. Rồi bà con thấy thêm một cái nữa là do cái liên vụ và thâm canh như thế, nên cái việc mà bà con chăm chút đồng ruộng để làm những cái rãnh để mà rửa các cái độc chất này ra khỏi ruộng lúa cũng không còn. Nên sau này chúng tôi có những cái đề xuất rất là quyết liệt. Nghĩa là bây giờ ruộng của mình mà lúc mà bà con làm đất á,
bà con phải làm những cái rãnh nước, cái này là rãnh nước chứ không phải đường rò nha. Nghĩa là cái rãnh kích thước của nó là ngang khoảng gang tay, sâu gang tay khoảng từ 6 tới 9 thước một cái rãnh. Thì như vậy là nó giúp cho cái việc rửa độc chất để cho cái cây lúa của mình nó, cái đất của mình nó khỏe ra, để mà nó nuôi dưỡng cái cây lúa này được tốt hơn. Thì cũng báo với bà con là với cái khuyến cáo này của chúng tôi thì tới ngày hôm nay tôi cũng rất mừng là được bà con tiếp nhận rất là tốt. Gần như là đất bây giờ là khi làm đất đều làm những cái rãnh để mà rửa các cái độc chất. Mà cái này tôi nói giống hệt như là cái sức khỏe con người của mình cũng vậy. Khi mình uống rượu vô nhiều quá thì rượu là một nhiều có thể trở thành chất độc. Bây giờ làm sao? Mình phải làm sao đẩy cái chất độc ra ngoài bằng cách là móc cho nó ói ra đi, rửa nó bỏ đi. Thì như vậy thì đối với cái ruộng lúa cũng vậy. Các cái độc chất mặn như tôi nói lúc nãy, tôi cũng có cái đề nghị là cái vấn đề cái rãnh nước, rồi phèn, rồi độc chất hữu cơ và các cái độc chất mà cái hóa chất nông nghiệp mà chúng ta sử dụng trong cái vụ trước đó, mà nếu không ấy thì mình cũng tìm cách mình đẩy nó ra khỏi cái ruộng lúa của mình. Trước đây thì đồng bằng sông Cửu Long một năm nó có một cái mùa nước nổi. Chính cái mùa nước nổi đó nó đã cải tạo sức khỏe của đất. Có nghĩa là nó rửa các cái độc chất nó ra khỏi đất. Nghĩa là sau khi mình làm một cái vụ mùa nắng rồi đó, khi mà nước nổi lên rồi cái nó tràn đồng như thế này nó đẩy đi. Nhưng bây giờ bà con làm mấy cái đê bao bà con chặn lại hết trơn, không cho nó rửa ra nữa. Thì hỏi gì chứ cái đất nó có các cái độc chất nó nằm ở trong đó thì làm sao nó khỏe được. Làm ba vụ thì chắc chắn là phải có đê bao. Đê bao thì phải giữ nước lại trong đó. Tôi đã có những cái công trình mà cho thấy rằng một bên đê bao và một bên để cho nước nổi nó lên nó rửa các cái độc chất. Trời ơi, nghĩa là đất nó sau khi được rửa xong rồi, sau đó trồng lại cái vụ đông xuân rất tốt. Thành ra cái vấn đề cái thâm canh mà tăng vụ mà không đúng. Tôi không phản đối cái vấn đề là chúng ta thâm canh tăng vụ, vì với cái điều kiện mà gia tăng dân số, an ninh lương thực vân vân. Nhưng mà chúng ta phải làm sao cho nó đúng. Tăng vụ được, thâm canh được, nhưng mà phải làm cho đúng. Ngay cả cái phân bón hóa học cũng vậy nữa. Phân bón hóa học là một tiến bộ của nhân loại, chứ đừng có kết tội nó. Cái tội cái chỗ là bởi vì sử dụng không đúng, nên nó dẫn tới cái chỗ là nó hại cái cây lúa của mình, nó hại đất, nó hại sức khỏe của đất là tại vì mình sử dụng không đúng, chứ không phải là đổ. Bây giờ là nói rằng phân hóa học là nó sẽ làm kiệt đất, kiệt này kia nọ. Tôi nói cái điều đó là mình phải coi lại về cái cách gọi là sử dụng không đúng. Nên tôi đề nghị là chúng ta cần phải xem xét về cái góc độ mà sức khỏe của đất đó, thì mình phải có những cái cách làm cho nó đúng. Nếu mà khi mình chưa có một cái cách gì để mà duy trì được sức khỏe của đất thì bắt buộc người ta phải giảm vụ. Bà con biết là trên thế giới có những cái vùng như vậy là người ta làm một năm rồi người ta nghỉ một năm. Có những vùng như vậy là người ta một năm ta làm một vụ thôi, thí dụ như thế, là bởi vì người ta không có cái cách nào để mà duy trì sức khỏe được của đất. Còn nếu như bây giờ đồng bằng sông Cửu Long của mình có cái biện pháp có thể là thâm canh tăng vụ được, nhưng mà cái giải pháp đó làm nhưng mà ít ảnh hưởng nhất đến cái sức khỏe của đất, thì tại sao chúng ta lại không làm? Thành ra nếu mà làm không được, nếu mà không có giải pháp gì hết, thì lúc đó chúng ta phải tính cái cách để mà giảm thâm canh, giảm vụ lại để duy trì cái gọi là cái sức khỏe của đất, để cho con cháu của mình sau này còn sử dụng cái tài nguyên này nữa chứ. Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin rất là bổ ích đến từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồ Bảy ạ.